Con đau ở đâu? Đau ở đâu chị vậy con ơi? Sao? À đau ở đó hả? Trời ơi đau quá thì đau luôn. Với mong muốn con được sống cuộc đời độc lập, ba mẹ và các bác sĩ đã thực hiện ca phẫu thuật phức tạp kéo dài 13 giờ ngày 15 tháng 6. 19 giờ cùng ngày, hai cuộc đời độc lập chính thức bắt đầu. Các em tách rời nhau sau 13 tháng cộng sinh. 92 nhân viên y tế hàng đầu tại các bệnh viện miền Nam đã chung tay làm nên kỳ tích.